Dòng CEO. Alo. Dòng CEO. Sếp ơi, cái flip cover iPad của em đâu? Cái mà có bàn phím ấy. Hôm trước vừa nhảy xong giờ đâu rồi? Cái clip cover đấy hôm trước nhìn thấy mà thằng Đăng mà. Lại là thằng chó Đăng ạ. À. Trời ạ, à, thế thôi lại phải đi mua cái con Keychron K4 về dùng tạm vậy. À, cái bài này quen rồi, mẹ mày lại ăn tiền quảng cáo xong rồi giả vờ gọi điện cho tao, xong từ đấy bắt đầu mày đi review cái iPad phim đấy đúng không? Đúng rồi, sao sếp biết? Tao Em giống hay làm phim sếp suốt à, không ý tao nhớ là tao hay xem video đấy suốt. Ăn tiền vừa vừa thôi, người ta chửi cho đây, nhưng mà nếu mà sản phẩm ngon thì vẫn được. ok, thế được luôn. Thế thì ngay bây giờ mình sẽ cùng các bạn review chiếc bàn phím Keychron K4, một sản phẩm công nghệ tiếp theo mình cảm thấy khá là hứng thú và thú vị. Rồi, đầu tiên thì với chiếc bàn phím này, Keychron K4 này thì mình có tham khảo trên Silicon Z. Hiện tại thì các bạn có thể đặt hàng ở phía link bên dưới mô tả của video. Đặc biệt là với những anh em nào mà cứ nghĩ mình ăn tiền nhưng mà thực ra là mình sẽ share lại cho anh em. Đó là sẽ có code dành cho anh em khi các bạn nhập cái code này vào, đó là Vinh Vật Vờ, sẽ được có mã giảm giá ngay 100k. Thời gian đặt hàng là từ ngày mùng 5 cho tới ngày mùng 7 tháng 12 nữa. Anh em nào mà đặt hàng mà quan tâm ấy thì truy cập ngay đường link phía dưới mô tả video nhá. Thì cái bàn phím này có gì hay và thú vị? Thì đầu tiên mình sẽ thấy là nó khá là giống với cả chiếc Keychron K2 lần trước mình có làm review và chia sẻ với các bạn. Về các bạn, cái tổng thể kết thế của nó là vậy thôi, nhưng có một vài điểm khác biệt. Ở đầu tiên là cái ngoại hình của nó, các bạn sẽ thấy là nó có bàn phím số ở đây. Đây là dạng bàn phím giống như kiểu là full size ấy. Nhiều full size ở đây nó sẽ có đầy đủ tất cả các phím chức năng của các bạn luôn này. Cái này thì nó tiện lợi rất nhiều cho các bạn nào mà nhập liệu thường xuyên những con số chẳng hạn. Làm việc với những con số là các bạn phải cần những cái bàn phím số mà nó tiện lợi như vậy, nó sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là các bạn mua cái bàn phím số ở ngoài nhỏ nhỏ ấy, nhưng mà cái đấy mình thấy nó hơi bất tiện, nên là mình đã lựa chọn một chiếc bàn phím là Keychron K4 với cái bàn phím số bên cạnh này. Tuy nhiên thì thay vì làm những cái khoảng cách giữa các bàn phím với nhau thì nó đặt sát lại so với cả giống như cái bàn phím mà kiểu full size truyền thống ấy, nên là cái bàn phím này nó sẽ nhỏ gọn hơn. Nó to hơn không quá nhiều đâu, nó chỉ to hơn cái đoạn này này so với cả chiếc Keychron K2, nên là cái việc mang đi mang lại của các bạn nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Điểm thứ hai so với cả Keychron K2 nó có gì mới, đó là cái con switch sử dụng ở bên trong nó thì sẽ có công tắc quang học, mà theo giới thiệu thì mới vượt trội so với cả switch thông thường. Cái này thì mình chưa có cái trải nghiệm nhiều và cũng không có nhiều kiến thức về bàn phím cơ. Tuy nhiên thì các bạn, nếu mà các bạn nào mà đã trải nghiệm cái switch mà có cái công tắc quang học như vậy thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới nhá, để cho anh em như mình hay là những các bạn nào mà đang có mong muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì có thêm những cái thông tin nó đa chiều hơn với cái trải nghiệm của người dùng. Ở đây thì mình đang có phiên bản này là sử dụng switch là blue, và cái trải nghiệm của mình khi mà gõ với chiếc bàn phím này thì nó rất là dễ, rất là nhẹ nhàng, đơn giản, cái khả năng phản hồi của nó rất là nhanh. Và khi mà mình sử dụng là switch blue ấy thì cảm giác gõ rất là dễ chịu, không bị cục xúc, và kiểu nó rất là nhẹ nhàng ấy, lướt lướt trên bàn phím là được. Còn với chiếc mà bàn phím black như mình đang xài ở nhà nó rất là nặng. Còn cái này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thường xuyên nhập liệu hơn, thì cái phản ứng của nó nhanh, nhập liệu chính xác, đơn giản, dễ dàng, nó không có độ delay nhiều lắm, và cái dựa cái cảm giác gõ này rất là nhẹ nhàng. Đấy, tóm lại cái trải nghiệm của mình là như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một vài điểm mình cảm thấy chưa được hào hứng lắm với chiếc bàn phím này. Đó là cái phần build của nó thì làm bằng nhựa chứ không phải bằng nhôm như lần trước mình có được dùng. Tất nhiên là sẽ có lựa chọn các bạn. Như cái keycap ở đây ấy, thì nó cái màu sắc nó không được đẹp như so với cả phiên bản K2. Không biết là đây là phiên bản cuối cùng chưa, và cái cách phối màu K2 mình thấy nó đẹp hơn, ấn tượng hơn. Trông nó vừa retro mà có một chút gì đấy nổi bật như kiểu cái phím escape hay là cái phím điều chỉnh đèn led ở đây này. Nó cái màu cam nổi bật ấy, nó rất là đã và trông nó nổi bật hơn, dễ dàng hơn. À, bàn phím này thì vẫn là cái layout dành cho MacBook nên là có đầy đủ các tính năng, nó tương thích toàn bộ với cả chiếc iPad của mình hay là những chiếc iPhone, mình có thể sử dụng hoàn toàn đầy đủ tính năng, tăng giảm âm lượng, rồi đèn nền bàn phím, rồi mở cái ứng dụng, nó hoàn toàn tương thích như những chiếc bàn phím Magic Keyboard của Apple luôn, hay những chiếc bàn phím với những chiếc laptop chẳng hạn, thì nó cũng có sử dụng đầy đủ các tính năng luôn. Với chiếc Keychron K4 này nó cũng có viên pin dung lượng là 4000 mAh bên trong, nên là cái bàn phím này lại hơi dày, tương tự với chiếc Keychron K2, nên là khi các bạn sử dụng phải bật hai cái lẫy đằng sau này ra, nếu không thì bàn phím nó sẽ kiểu bị ngửa ra, chúi xuống đằng trước ấy. Phải ngửa lên thì cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn một chút. Ngoài ra thì nó vẫn sẽ hỗ trợ chúng ta kết nối với 3 thiết bị 1, 2, 3. Các bạn chỉ cần giữ FN123 và có thể lựa chọn 3 thiết bị với nhau. Như ở đây mình dùng với MacBook cũng như là dùng với iPad, thì việc chuyển qua chuyển lại giữa Bluetooth nó rất là tiện lợi. Nó y hệt như chiếc K2 lần trước mình giới thiệu với các bạn thôi. Ngoài ra thì cổng kết nối của nó cũng sẽ là cổng USB-C và có công tắc chuyển giữa Bluetooth hoặc là chế độ cable hoặc là
có thể tương thích tốt với macOS, iOS cũng như là Windows và Android. Nên khi mà sử dụng cái bàn phím này, mình nghĩ là nếu các bạn đặt hàng thì nó cũng sẽ có những cái keycap mà dành cho kiểu layout bàn phím Windows cho các bạn sử dụng thôi. Và tổng kết lại thì với chiếc bàn phím này thì mức giá của nó cũng rất dì và này nọ, nên là về cái khả năng hoàn thiện của nó mình không phải phàn nàn nhiều lắm. Khi mà với phiên bản vỏ nhựa như này và đèn LED RGB thì nó sẽ có mức giá là 1.890.000. Còn với phiên bản mà cái build của nó được làm từ nhôm ấy thì nó sẽ là 1.990.000, đắt hơn 100.000, nhưng mà yên tâm, mình có cách để các bạn mua cái bàn phím này mà build nhôm LED RGB, nhưng mà chỉ với giá là build nhựa thôi. Đó là các bạn nhập ngay cái mã Vinh Vật Vờ ở trên Silicon Z để được giảm giá ngay 100k, và thời gian áp dụng sẽ là từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 12. Nên anh em lưu ý về thời gian để có thể sử dụng ngay cái code này. Và còn một cách nữa, khi các bạn muốn mua mà có mức giá tốt hơn ấy thì hãy rủ bạn bè mình mua cùng đi. Tại vì mà khi các bạn pre-order 2 bộ mà có sử dụng switch quang học ấy thì cái mức giá của nó cũng sẽ tốt hơn. Như là chỉ còn mức giá là 1.590.000 cho cái phiên bản nhựa và LED đơn sử dụng switch quang học. Hoặc nếu các bạn sử dụng bản nhựa mà LED RGB thì chỉ có 1.740.000 thôi. Còn với cái phiên bản cao cấp nhất là phiên bản sử dụng cái build bằng nhôm cũng như là LED RGB mà sử dụng switch quang học thì mức giá của nó sẽ là 1.790.000. Đấy là khi mà các bạn đặt hai cái nhá. Một cái deal rất là thơm. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Những bạn nào mà đã trải nghiệm những cái bàn phím K2 rồi thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới nhá. Và đặc biệt là nếu bạn nào mà đã sử dụng những cái switch mà có công tắc quang học thì cũng để lại ý kiến ở bên dưới để anh em có những cái trải nghiệm rồi bàn luận với nhau nhiều hơn về loại switch mới này, vì nó cũng khá là mới và mình cũng không có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Và đây gần như là cái lần đầu tiên của mình trải nghiệm cái switch có công tắc quang học như vậy. Và các bạn thấy sao, các bạn nghĩ có thích cái bàn phím này hay không? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Có bàn phím này rồi, khỏi cần phải lo mất flip cover như mất cái bàn phím như chơi ấy. Nhưng cái thằng đang đứng sau camera kiểu gì nó nhảy.